Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin làm một cái tút hướng dẫn các bạn vẽ hệ lam. Hệ lam cụ thể là hệ lam khung nhôm trên cái mái, và như các bạn đã thấy trong màn hình. Thì cái hệ lam này gồm có những cái thanh đứng cách nhau khoảng cả 1 mét và các thanh ngang cách nhau cỡ 250. Và cái thanh đứng này là hai thanh ngang là tiết diện giống nhau, và cụ thể là nó là 50 nhân 100 và dài 2 ly. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái này vào trong Revit một cách chính xác luôn, và chúng ta có thể thống kê cái bảng thống kê để chúng ta làm mốc khối lượng và làm dự toán công trình. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng, thì để mà vẽ được cái này chúng ta có nhiều cách xử lý. Có thể các bạn tạo hệ cầu rồi các bạn array ra, hoặc các bạn có thể tạo hệ dầm rồi các bạn copy lên copy xuống. Thì ở đây mình chọn phương án là mình sẽ dùng kết tinh quân trong Revit. Thì cái tình quân có một cái nhược điểm là nếu như mà mình chỉ tạo một cái tình quân thôi, thì thường á là những cái này người ta gọi là boolean. Thì những boolean này sẽ bị cái hiện tượng là nếu những thanh ngang này á mà nó đi thẳng thì chắc chắn những thanh đứng bị cắt ha. Rồi những thanh đứng mà đi thẳng á thì những thanh ngang cũng bị cắt, cho nên cái nhược điểm như thế. Còn cái chuyện mà lồi lồi, ví dụ ở đây lồi thanh ngang nó lồi ra ngoài khỏi thanh đứng, thì cái này một số bạn rành thì có thể tạo profile riêng cũng có thể tạo được như thế này. Nhưng mà mình nhắc lại là với trường hợp đó thì cái thanh đứng này nó cứ bị cắt, hoặc là thanh ngang bị cắt, một trong hai trường hợp. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo đúng y này luôn, và mình sẽ sử dụng cái tình vuông. Đầu tiên các bạn ra lệnh trong Revit, các bạn vào Architect chọn vuông là vuông Architect, và các bạn sổ xuống, các bạn chọn là cái tình vuông. Rồi mình sẽ vẽ cái tình vuông từ đây qua đây, là một cái tình quân. Sau đó mình khi coi 3D mình coi thử cái tình quân này như thế nào. Rồi thì nó mặc định nó chỉ là một tấm phẳng thôi, và mình sẽ chọn cái tình quân này. Mình sẽ kích vào Edit. Việc đầu tiên của mình là duplicate lên, rồi mình ghi là số 1 chẳng hạn như thế. Rồi 1. Sau đó là ở đây mình cái chỗ mà Control panel này mình sẽ sửa xuống, mình chọn là Empty. Đó, mình chọn là thể loại empty trống rỗng, mình sẽ tức là những cái này không có tấm kính nha. Và mình sẽ vẽ cái lớp này trước, cái lớp này lớp thẳng đứng trước cách nhau mấy, cho nên mình sẽ chọn là vertical grid. Layout mình sẽ chọn là fixed distance, mình nhập là 1.000, khoảng cách thành 1.000. Sau đó mình sẽ nhập chọn những cái boolean. Thì bây giờ để chị dễ nhìn thì mình sẽ chọn một cái boolean đại diện. Mình sẽ chọn cái boolean là 50 nhân 100 có sẵn dạng hình chữ nhật. Thì cái này chỉ là chữ nhật thôi chứ nó không thể là hình hộp được, mà trong thực tế của mình là hình hộp đó. Các bạn chọn hình border một, rồi các bạn chọn thanh đứng là hình nhật và border mình cũng chọn hình chữ nhật luôn, 50%. Rồi xong, chúng ta đã có được một cái hệ thanh đứng. Rồi để tạo tiếp một cái thanh ngang nữa thì chúng ta qua mặt bằng tầng 1. Quay về mặt bằng 1, chúng ta chọn cái tình quân này. Và chúng ta biết là cái hệ này là hai cái section nó giống nhau, tức là những cái profile của cái thép hộp này giống nhau. Cho nên mình sẽ tạo một cái tình quân khác. Thay vì như thế mình copy cái tình quân này ra. Vì mình nhớ là cái này là nó cao, cái section là nó cao 50 nhân 100, 150, do đó mình sẽ copy ra 150. Rồi sau đó mình chọn cái tình quân bên ngoài, và mình sẽ cho nó là vào cái edit file. Mình duplicate cái tình quân này, mình cho số 2, và mình thay vì rồi hoặc là các bạn thấy copy ra, hoặc có thể bằng vẽ mới không sao hết, copy cũng được vẽ mới cũng được đó. Thì một số bạn mới nói là cái việc mà copy như thế này thì nó sẽ ra cái này, nó sẽ thành thành hai cái tình quân, thì nhiều lúc nó rối. Thì mình nói là không 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 bị rối, bởi vì là trong Revit nó có chức năng group và mình hoàn toàn thấy group được đó. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ lại một cái tình huống, vẽ đại đại ngoài đáng được. Sau đó mình sẽ chọn tình huống này, mình edit cái tình huống, mình duplicate lên, mình nhập số 2, tình huống số 2. Và cái tình quân này mình sẽ cho Control panel là
cũng là MT. Rồi sau đó là mình chia lưới ngang, mình biết là có khoảng cách các thanh ngang thì nó cách nhau là 2,5 em. Đây mình chọn layout thanh ngang là fixed distance 250. Rồi sau đó là các cái mullion thanh song song, mình sẽ chọn là 50 nhân 150, 50 nhân 150 có sẵn đây. Rồi bây giờ mình qua 3D mình coi thử. Ok, Giang đã yêu cầu. Việc còn lại chúng ta làm mu, mu cái này vô. Rồi anh xem mình sẽ align, align mình lấy cái này, cái cạnh này làm chuẩn. Đó mình align cái này vô. Rồi nó sẽ align được cái đường trục thôi. Thì mình sẽ mu cái này ra một nửa là 75. Rồi đạt yêu cầu. Rồi mình đã có được một cái hệ lam hệ lam phong nhôm. Bây giờ mình sẽ trước khi ấy mình sẽ group hai này lại, group hai này lại. Rồi mình group. Ok, mình đã group xong. Rồi tương tự như thế thì bây giờ là để chúng ta có được hình dạng profile nó đúng đúng thực tế luôn thì mình sẽ tìm cách xử lý. Thì thế này bây giờ là cái này là mặc định nó là 550 nhân cho 150. Rồi bây giờ mình sẽ sửa lại thành là hình hộp. Giống như cái này là 50 nhân 100. Thì mình sẽ chọn thẳng vô cái bên trong của cái thanh đứng này, Boolean này. Ha, edit file. Rồi mình sẽ sửa này lại thành là một đó. Mình sửa lại là thành là 100, bề dài mình cho 100 thôi. Đó, à, cái này là 20 25 25. À. Đó, tất cả đã sửa, nó sửa hết rồi nhưng mà bây giờ nó hở một xí. Sau mình xuống mặt bằng đây, mình sẽ mua cái mua lên này vô, mình sẽ vào group chứ, edit group, mình vô group, mình mua đi anh này, mua cái này vô xí, 100 là 50 vậy vui lâu xuống 25, lâu tiếp thêm 25 nữa cho đủ 50. Rồi như vậy là chúng ta đã có được cái nick, chúng ta có được một cái hệ thống la à, và nó khá giống nó giống với lại là cái hình bên sketchup mình vẽ, chỉ có điều là sketchup là hết hộp thôi. Thì cái phần thiết hộp thì để hôm sau mình sẽ dẫn các bạn tạo một file thiết hộp. Thì tạo thiết hộp thì nó hơi phức tạp hơn xí, còn nếu như mà các bạn chỉ dừng lại ở mức độ hình họa và thống kê thì như thế này là ổn rồi, là ổn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tạo bản thống kê xem thử. Đây mình chỗ mà schedule quantity, mình sẽ new schedule quantity và mình thống kê thiết hộp, mình sẽ tìm đến là cơ tình boolean. Đây cơ tình quân boolean. Rồi mình ok hiện bảng này ra, mình sẽ chọn đầu tiên mình sẽ chọn cái gì, mình sẽ chọn đầu tiên là mình sẽ chọn này, thứ nhất là cái family add vô cái khâu đếm số lượng add vô cái time mark add vô đó, mã vô. Rồi cái len chiều dài quan trọng lắm, vì mình sẽ biết để tổng chiều dài thì mình tính tiền, mà thường thường sau này tính tiền là cái tiếp hộp này mình đi mua á, là họ sẽ nói là bao nhiêu mét dài, một mét bao nhiêu tiền đó, thì mình sẽ nhập cái len này vô. Rồi sau mình sắp xếp, mình cho thêm mắt lên trên nha, mắt lên trên hoặc xuống dưới cũng được, cái đó không tùy theo cái bản thống kê của công ty, hoặc là mình bản thống kê mà mình thấy nó hợp lý. Rồi cho phần description nữa của đây. Rồi cho cái line lên trên, line lên trên mua up family sao mua up. Rồi chọn cái thai nữa, thai để biết được là cái hộp đó gì. Rồi sau đó mua up, mua up line. Rồi xong. Rồi ok, chúng ta đã có được một cái bản thống kê family, đó là dạng là rectangular boolean, và cái thai này là
50 150 thì các bạn thấy là đế này là hiểu lầm liền, vì hồi nãy chúng ta làm cái 50% mà bây giờ tự nhiên cái là chúng ta làm 50 nhân rưỡi là họ hiểu lầm nha. Do đó cho nên là chúng ta sẽ sửa trong cái này, chúng ta vào family cái chỗ mà cái tình quan boolean, các bạn chọn cái tăng boolean, các bạn rename này lại đi, rename này lại thành là 50 nhân 100 đó, 10%. Các bạn muốn biết cho thêm bề dài nữa, ở đây mình thực ra mình phải hình chữ nhật, nhưng mà nếu các bạn muốn thêm bề dài thì bạn nhân 2 nữa cho biết là bề dài 2 ly đó, mình bỏ lại là 50 nhân 100 thì 2 ly rồi. Ok, sau đó chúng ta qua bảng thống kê lại, rồi mình bật bảng thống kê lên à. Đây, bây giờ cái bản thống kê này nó đã thay này, nó cái thay này nó sửa lại rồi nha. Rồi chúng ta sẽ fill, chúng ta sẽ làm xí là gấp rồi gấp lại, cái để này nó rối quá, nó nhiều quá các bạn ha. Điều cái 36 này là chiều cao tầng này, còn đây là 2 ngàn, 20 ngàn, 20 mấy này là chiều cao nhà này. Bây giờ mình sẽ group đây, kích vào shopping group hoặc là chúng ta kích vào fill này cũng được, cái nào cũng được hết, trong có bốn cái order đây. Đây mình kích vào grouping, grouping thì mình sẽ sort đầu tiên nha, đó là mình sort thật thay thay mắt rồi. Sau đó mình sẽ cho cái line nữa, cái line, cái line mình đừng bỏ cái item đi rồi, bạn thấy chưa, nó sẽ sort là còn có hai chi theo chiều dài. Đầu tiên nó sort theo cái thay mắt này trước, và nó sort theo cái chi cái chiều dài, thì bạn thấy giờ nó đếm này, với cái thanh mà 36 á là 21 thanh, và với cái thanh là 2020 mét là 16 thanh, rất là nhanh đó. Bây giờ cái thay mắt là bạn có thể gõ tay cũng được, ví dụ là cái thay mắt này thực ra là đánh dấu cho từng thanh. Tuy nhiên bây giờ mà bạn tưởng tượng bạn qua đây, thì bạn qua đây, bạn qua bên cái review đây, bạn chỉnh sửa từng thanh, bạn gõ cái thay mắt vô từng cái, viết một viết bao nhiêu xong đó. Ví dụ thế bạn viết bạn làm rất là lâu đó, ví dụ đây property này nó sẽ có thay mắt như này ha. Và bây giờ mình sẽ dùng, mình sửa đổi thay mắt đó luôn trong cái bảng thống kê luôn. Nào mình bảng thống kê này, mình gõ thay mắt này, mình gõ là làm rồi, rồi nó sẽ nói này, điều này sẽ làm thay đổi, điều thay, sự thay đổi này sẽ áp dụng cho tất cả element của cái dạng thay là rectangular boolean 50 nhân 100 nhân 20 ly, bạn đồng ý hay không? Ok thì nó sẽ cho thầy lên. Và bây giờ các bạn thấy này, qua đây bạn sẽ thấy, và mình viết thấy là ví dụ như cái thanh này đó, ví dụ cái thanh mua lên này rồi, đã có thay mắt là lan đó, đúng không? Rồi các bạn muốn cho cái tên nó rõ hơn nghĩa chứ nữa, thì các bạn sẽ cho cái này là lan 50 nhân 100 nhân 2, ví dụ thế. Rồi áp dụng hết rất là gọn. Rồi xong, như vậy chúng ta có thể xuất bản thống kê này và chúng ta đi bắt khối lượng. Rồi về mặt hình họa là mình đã đạt yêu cầu. Tất nhiên không đúng hoàn toàn trong giống như cái script đây. Cấp đây mình vẽ cái thích hợp thì hôm sau mình sẽ chỉ các bạn làm profile thích hợp. Đó. Còn về bản về mặt hình họa. Hình họa thì ở đây đây cũng đúng thôi, tới chừng render ra nó cũng đúng, không không có sai nha. Hoặc cũng đúng. Và về mặt thống kê thì thống kê như đây ổn rồi, thống kê như đây đây là 21, đếm là 21 này, chiều dài 36, như vậy có 21 thanh 36 và 16 thanh 20 mấy, thì người ta đã thống kê, người ta đã làm dự toán được rồi. Rồi video này kết thúc tại đây, chúc các bạn thành công.